Phải con dao to đi nữa nha anh nhỉ. To rồi. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng thơm nhỉ, lá thơm á. Chào các bạn nhé. Thì hôm nay là kênh Nguyễn Lợi TV đang có mặt ở hội chiến thắng. Thì hiện tại là bây giờ là 8 giờ sáng. Đấy, thì tôi vừa đến xong. Hiện tại ở bên này là các bác đang chuẩn bị quay một con lợn rất là to. Đây, có mấy anh em đang ở tần lò đây. Thì sẽ vào quay lại đây con lợn đây hiện tại. Đây có một con lợn quay rất là to đây. Ý dồi. Con này khoảng tầm bao nhiêu cân đấy? 103 cân. 103 cân. Đấy các bạn ạ, thì 103 cân hơi. Thế con này là mình đi bắt à hay là mình đi bắt đi? Ủa sao không? Nhà nó nuôi mai con nó kiểu quay con to này, quay con to này khó lắm. Sao thì anh lại thích quay loại to này? Thì nó đây là nó hiếm lên. À thế à. Đắt người ta lên nhỏ không bán. Ờ làm thịt cống này anh nhỉ. Đông đành rồi. Ờ đông đành bằng luôn. Bì dày đấy. À bì dày. Là con này đúng là lợn to quay nó khó đúng không? Bị nứt xong rồi bên dưới này. Thì nó không chăn cám nó gì dày, nó chăn nhiều cám gì. Bình thường hộ này thì mỗi năm có nhiều lợn đấy. Năm có 2-3 con. Hai ba con được quay. Mỗi năm này hộ bé bé có. Đây các bác nha, đây con lợn này là vừa hỏi bác thợ quay lợn kia là bác ấy bảo là 103 cân rồi anh. 103 cân các bạn ạ. Đấy. Con này khả năng là khủng nhất hội này đấy. Đấy. Lợn này là lợn mình tự nuôi anh hay là bắt ở chợ? Bắt ở nhà ấy. Bắt trong làng ấy. Bắt trong làng. Đấy. Mọi năm ở trong này em còn nghe nói là có hội thi quay lợn không anh? Năm ngoái quay đấy. Mọi năm là trong hội chiến thắng này có cả hội thi quay lợn các bạn ạ. Thì năm nay là do cái dịch thì là ít thôi anh nhỉ. Đi. Nhưng mà hiện tại là tôi vào đây tôi thấy là có 3-4 con lợn đang được quay rồi. Đây là con đầu tiên, đưa các bạn đi xem là con này là con to nhất hội đấy. Khả năng là to nhất hội anh nhỉ? To nhất hội rồi. To nhất hội. Thì bây giờ mình bán cân thịt lợn quay này bây giờ bao nhiêu tiền cân anh? 270. 270 một cân. Cái thịt ba chỉ. Đấy. Thịt ba chỉ là 270 cân. Rẻ. Ở ngoài kia có chỗ bán 300 hơn mà. Ừ. Quay con lợn to này thì thịt mới ngon. Già ngon. Đúng rồi, già mới ngon. Mấy năm làm con nhỏ là làm hai con. To nó già. Đấy. Con này quay thì bắt tầm bao nhiêu tiếng được anh? 3 tiếng. 3 tiếng mới xong con này. To nhất hội, khủng nhất hội. Tạ. Hơn một tạ. Một tạ lẻ 3 cân. À mình quay cái lò quay xuống đây luôn rồi. Nó ấy nhờ. Nó mất nhiệt đi ấy nhờ. Đất này. Hơi lâu. Quay như này mới là dân giá mới đúng cách quay của người Lạng Sơn. Thằng mềm mặc vét về đi đi. Ôi, vét như thế. Mặc vét cơ mà. Đấy các bạn ăn tí nữa, lát nữa thì sẽ quay lại cảnh chặt phá con lợn này xem lúc đấy mới là ấy. Bán con lợn này chỗ nào? Bán ngay đây luôn à? Bán ngay đây luôn. À, nhà đây luôn. Mời các bạn xem con lợn khủng bố này nhé. Siêu to khổng lồ ấy, đồng chặt chặt. Khác gì con bò ấy nhỉ? To đùng. Chặt cái mồi khoảng cái con trâu 70 cân. Thì nhìn là rất bình thường. Hôm nay cho các bạn chiêm ngưỡng cặp cái con lợn 103 cân. Đấy. Một lần đầu tiên thấy quay cái lợn to này đấy. Trong chiến thắng này mới quay lợn to rồi. À, đấy. Đấy, trong chiến thắng nhá.
Đấy, con này khủng không? Con này to hơn con bên kia nhỉ? Con này hơn một tạ luôn ạ. Hơn một tạ. Đấy. Tầm bao nhiêu lâu nữa thì được anh? Tiếng nữa nhỉ? Một tiếng nữa. Con này phải quay 3-4 tiếng còn. Con này là lợn làng anh. Làng mà. Làng được dịch rồi nó vẫn to được kìa. To nó là tắt đi. Con cứ tiền trên đây kiểu nó hai con nó chết nó không ảnh hưởng tên này. Con này dài nhá. Dài. Quá đẹp luôn. To hơn con kia nhiều, con kia chắc là. Con này à? Đây, các bạn ạ, đây là con lợn to nhất ngày hội hôm nay đây. Đấy. Đây con này đúng rồi. Con này giống như con bò quay nữa. Đúng là như con bò ấy nhỉ. Con này là 103 cân. Một tạ lẻ 3 cân này. Quả này đổ nước ra nhỉ, xô xô nhỉ. Đây, có rất nhiều anh em đang đứng để xem băng này chặt phá con lợn 1 tạ 03 cân to nhất ngày hội chiến thắng. Vét ra chặt tí mới bẩn hết đấy. Nước có không? Có lắm. Ôi ôi, chảy sơ sô đấy. Đó, đấy. Đấy. Cái này cái nạp mà nó chàng lại. Nếu mà nhịn. Cái này nó tôi có. Tôi có mà đúng không? Nước là không lại chảy ra. Cái này là cái ngon. Thơm lắm ấy. Nhiều phết nhỉ. Lửa cái nồi đấy. Nhiều máy quay quá tập lại luôn. Cứ phang rút thôi anh ạ. Cứ phang bình thường thôi mà. Bây giờ nhìn xa đúng thật như con bò bê con ấy nhỉ. Yeah. Chiêng lên được cái bao rồi. Cái này. Hai người kênh. Rồi bắt đầu. Phải hộ kênh mà nặng vơ con này nặng ấy. Ui ôi ui 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 giời 3-4 hai người kênh. Ui ôi ui giời. Bụp bụp. Ui ui nghe lên trước rồi. Nghe tiếng nào kêu đó chứ. Đấy. Con này là 1 tạ 03 cân cho nên là cho nên bàn chặt là rất là khó khăn. Hả? Con này hơn 1 tạ cơ mà. 103 cân đó. 103 cân nhưng mà. Đấy. To nhỉ? To, quá to. Quá to, quá đẹp. Cái này thịt phải mấy người giữ hả? À? Hai người đó. 5 đầu tiên là 5 chục ấy. Đấy. Đấy. Này to quá dùng dây thép buộc nhỉ. Không có thép. Đây. Bắt đầu khai đao đấy. 1 tạ 03 cân con to nhất hội đây. Con 103 cân. To nhất hội chiến thắng. Đấy. 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 Tốc máy à? Tưởng là do quá. Chín chưa? Quá đẹp rồi. Chín luôn rồi nhỉ. Chín rồi. Ôi giời, chín rồi. Anh ơi, con này là tạ 3 à anh? Tạ 03 cân. Tạ 1 tạ 03 cân à?
Thôi xin nhường ra các bác nhá. Ê mày được kịp không? Hôm nay chính xác là mình quay con này là bao nhiêu tiếng anh? Chính xác. 3 tiếng. Đúng 3 tiếng. Đúng 3 tiếng. 3 tiếng mà quay con này ngoài trời như là lạ đấy. Phải con dao to hơn nữa nhà anh nhỉ? To rồi. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng... Thơm nhờ, lá thơm á. Ba chỉ ăn gì anh? Ba chỉ làm gì? Ba chỉ còn không anh? Con này thoải. À, làm tí thưởng thức chứ. Đi đâu ấy? Ờ, à, ăn xuống con dưới. Ở đâu? Con dưới. Ui dồi, chín hết rồi với anh nhỉ? Ba chín luôn. Độ quay của anh cũng cũng không phải là dạng vừa đâu vơ. Cao thủ đấy, thuộc dạng cao thủ đấy. Quay con tạ hơn này 3 tiếng mà chín được hết này thì không phải đơn giản. Quay con lợn to chín là giỏi nhất. Đúng rồi, đúng rồi, biết cách chỉnh lửa đều. Chỉnh lửa khó khăn nhất đấy. Có người hiểu rồi, không hiểu. Đúng rồi, chỉnh lửa là phải nghệ thuật lắm ấy. Không phải đơn giản cứ chỉnh là chỉnh đâu. Một mình khênh vật vã ấy nhỉ. Vật lộn với con lợn, một tạ.